người yêu em ấy, Ừ. nó cứ vét cho em mà chị tính em mà ngủ quên lúc nào không biết luôn. Bé ngủ quên bé không biết. Đấy. Chúng ta thấy bé kém. Cũng tại là lưỡi nó ngắn nữa sao chị ạ? Cái mắt em thấy là có con tàu biết của em không ý. Cứ đưa về bên trong đâu hay là cầm đắm mới dài. Thế thì thường nó vét là người ta phải đá vào cái hạt hạt ấy. Nhưng mà chị biết không, lưỡi Xong nó rồi ngắn kết hợp lắm. chân tay miệng. Ngắn hay dài không quan trọng, bởi vì lúc đấy là chỉ mình chỉ ấy ở hạt lạc thôi, phải hạt lạc thôi, xong rồi còn kết hợp cả tay nữa. Nhưng mà con biết đâu, nó chỉ biết như Sao này dạy đúng đó? không? Nó chỉ biết liếm môi và lỗ thôi. Em không biết phải làm sao nữa. Thôi bây giờ dạy nó. Bây giờ chị dạy cho em. Chị Chị dạy cho dạy em không? xong rồi Chị em dạy dạy cho chị nó. mô tả cho luôn. Để em học thêm. Bây giờ chị mô tả cho em đi, phải dùng lưỡi như thế nào? Nghĩa là lúc đấy là em cho nó dùng lưỡi gảy cái hạt ấy. Khi nào mà em cảm giác em không chịu được nữa rồi, thì xong rồi cho đưa cả tay vào, rồi Đưa cả tay nữa, đưa tức là vừa tay vừa đưa lưỡi. tay vào hang. Nghĩa là đưa tay vào hang kết hợp cả lưỡi, người ta gọi là chân tay miệng kết hợp đấy. Chứ À, là bình thường đá lưỡi không thôi thì nó cũng chưa thích. đúng rồi, Phải đưa cả tay vào nó mới thích. người yêu em lưỡi nó ngắn lắm mà, chị biết gì không, bị tái mồm hôi. Mồ hôi á? Ui cha mẹ ơi, mà biết thừa là nó mồm nó hôi rồi mà bây giờ nó đang hì hục ngục lặn ở bên dưới, thế chẳng lẽ đẩy nó ra. Thế làm sao thì xịt miệng, mua cái xịt miệng bảo người yêu xịt trước khi mà hôn. Có thế thôi mà.